Mọi người, đấy thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu. Bình thường là em sẽ hay gửi cái bảng là dữ liệu này đến cho các anh chị nhà đầu tư của chúng ta đúng không ạ? Đấy thì trong đây thì chị Hồng đã hiểu rõ hay là có hay sử dụng cái phần sọt không? Sọt ví dụ như chỉ Có, số này. chị cũng xem rồi. Đấy thì thứ nhất là để có mua hay không ấy. Tức là mình có tự tin mua lúc giá đỏ hay không thì chúng ta sẽ dựa vào chỉ số. Đấy thì trong các cái chỉ số thì cái màu này là em cũng nói rồi, nếu mà có một trong hai cái tín hiệu D4, D3 này này mà là màu vàng thì tức là cái trạng thái của thị trường đang là tích cực. Đấy, cổ phiếu với cổ phiếu thì là nắm giữ hoặc là vào mới. Nhưng mà với index ấy, thì đấy là tích cực. Đấy, mid cap cũng đang tích cực. VN30 cũng vừa trở lại tích cực. Ô, em lại nhầm, tích cực. Đấy, thì các cái trạng thái này đang thể hiện rằng là chốt dữ liệu của phiên hôm trước đang tích cực thì chúng ta sẽ tiếp tục mua bán bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Đấy, tức là nếu mà có đỏ trong phiên mà hơi đậm đậm một chút thì chúng ta vẫn an tâm chúng ta giải ngân. Còn nếu sai thì hôm sau chúng ta sẽ biết, vì cái mã riêng biệt nó cũng sẽ có trạng thái riêng của nó. Đấy thì trước hết là chúng ta sẽ xem cái mục chỉ số nhé. Thì mình cứ filter ở đây. Có thêm chị Hồng Minh, hello chị Hồng Minh. Đấy thì chúng ta sẽ filter cái bảng hàng ngày này. Đấy thì chị Hồng và chị Hồng Minh thì đều có cái bảng này. Thì trước hết là chúng ta phải xem cái chỉ số nhé. Đấy, khi mà nó có một trong hai tín hiệu màu vàng thì có nghĩa là thị trường đang tích cực. Đấy, đặc biệt VN Index D4 này, cái tín hiệu D4 này. Đấy, tín hiệu D4 này mà là màu vàng thì lúc đấy chúng ta an tâm hơn. Đấy, thì chúng ta sẽ có thể mở mới thoải mái, đào hàng thoải mái. Đấy, tiếp đến thì chúng ta sẽ xem tới một cái mục em để là co ấy. Thì trong cái danh mục co này thì là những cái mã mà em đã đánh giá tương đối là kỹ về cơ bản, tức là doanh nghiệp đấy có thể là tuổi niêm yết chưa được cao lắm nhưng mà trong cái yếu tố cốt lõi của doanh nghiệp ấy, nó có những cái điểm nổi bật, nổi trội và đi dài hạn với doanh nghiệp đấy là ok. Đấy nên là cái trạng thái mà kém nhất của cái danh mục này chính là tích sản. Tích sản tức là lúc đấy ấy, thì thị trường không được tích cực cho lắm về diễn biến giá. Đấy, nhưng mà khi đấy thì cái giá trị của doanh nghiệp nó vẫn tăng tiến hàng ngày thì mình nếu mình có tiền thịt thì mình cứ mua thong thả. Đấy đấy là ý nghĩa của trạng thái tích sản. Tích sản thì thường em hay hay để cái màu da cam đây ví dụ. Tất cả các mã trong cái danh mục này thì chúng ta đều đều tích sản được nhé. Trong cái danh mục co này, này thì đều có thể tích sản được. Tích sản kể cả lúc đang có xu thế tốt hoặc là xu thế diễn biến giá cả thị trường không tốt thì cái cuối cùng của nó chính là vẫn tích sản, tức là cứ tiếp tục mua vào nếu chúng ta có tiền thịt. Đấy còn nếu mà cái màu màu xám này không có màu vàng ấy thì chúng ta mua vào xác định là chúng ta phải có tiền tiền thịt và không sử dụng margin thì lúc đấy chúng ta mới mua được. Còn lúc mà xu hướng nó đang xấu mà chúng ta sử dụng margin thì nó gây phản tác dụng. Đấy, năm 2022 là nhìn thấy rõ nhất cái điều đấy. Đấy thì tích sản thì lại không vấn đề gì hết. Tích sản thì càng vui khi thị trường nó xấu. Đấy, em lấy ví dụ như JLX có lúc 12, bây giờ 19. Đấy thì rõ ràng là cái tích sản ấy, mình mua tích sản mà mua lùi, thậm chí là mình mua từ 38 cơ. Nhưng mà mua mua về đến tận 12, mua trong thời gian dài ấy, thì đâu đấy là quanh cái vùng này giá JLX cũng đã có lãi rồi. Đấy chứ không không có bị lỗ đâu ạ. Đấy tiếp đến là VHM thì nó chưa rời đáy được bao xa cả. VHM thì vẫn đang loanh quanh vùng đáy thì vẫn tích sản bình thường. Nam Long thì thực chất Nam Long đây là round thứ hai rồi. Round thứ một là mua từ từ 30 từ 23 mà chốt lời ở 32,8. Đấy. Chốt lời ở 32,8. Tiếp đến là cũng có thêm một round nữa thì có lỗ nhẹ một tí. Đấy thì đấy là theo kiểu là phân tích kỹ thuật. Đấy nhưng mà trong mọi tình huống thì Nam Long cũng vẫn là một cổ phiếu chúng ta tích sản được. Đấy, đây là các cái diễn biến của các mã mà ok về cơ bản nhưng mà hiện tại đang bị văng ra khỏi chén tăng.
Đó thì chúng ta cứ dùng tiền mặt để mua vào thôi ạ, không có vấn đề gì hết. Đấy, còn khi mà nó có cái trạng thái mua này này, tức là nó vừa mới chuyển từ cái trạng thái đứng ngoài chờ ấy, đứng ngoài chờ kiểu tích sản thong thả ấy, sang cái trạng thái là chạy nước, chạy đà rồi. Đấy thì chỗ đoạn này là chúng ta kích hoạt các cái điểm mua thì có thể mua được theo cái khối lượng lớn. Đấy thì đấy là một trong số cách mà chúng ta sử dụng. Đấy, màu xanh lá thì sẽ là mua, ở đây tín hiệu D3 và D4 cùng cho tín hiệu cho VRE. Đấy, và tín hiệu D3 cho HDG. Đó, tiếp đến thì cái mục nắm giữ. Nắm giữ này thì bởi vì là như ở đây anh chị nhìn thấy là các cái mục lợi nhuận này này, nó sẽ tương ứng với từng cột. Lợi nhuận D3 thì tương ứng với tín hiệu của D3, còn lợi nhuận D4 thì tương ứng với tín hiệu của D4. Trong khi đó thì chúng ta nhìn thấy ở đây là có kha khá là nhiều mã lãi trên 20%, ví dụ như là Hòa Phát. Hòa Phát này chúng ta rõ nhất vì em cũng hay nói trong room. Hòa Phát bây giờ là lãi được 25,8%. Tiếp đến là mã MWG, em cũng nói trong phiên trong 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 nhóm rất là nhiều. Đấy, về cái việc là tích sản và có thể chạy nước rút lên vùng 50, thậm chí mục tiêu xa là 60, đấy thì nó xa hơn một tí. Và còn xa mãi thì chắc là MWG vẫn tiếp tục dò đỉnh thôi ạ. Đỉnh gần nhất của MWG tầm khoảng 80. Đấy, thì đấy là cái cách mà tại vì sao là cái nhóm này là nhóm co là bởi vì vậy, vì rất hay pick đỉnh. Đấy, còn một số mã thì thời gian niêm yết trên sàn chưa nhiều ấy, nên là chúng ta thấy được là các cái biên độ đánh võng của 2022 là đến 70-80%. Đấy, nhưng mà không vấn đề gì cả bởi vì thị trường chứng khoán nó như vậy. Chúng ta nắm được và chúng ta tự tin mua được ở vùng thấp ấy, đấy là rất an toàn luôn. À, tiếp đến là MWG, GVR cũng lãi được tầm khoảng gần 15%. Một mã cũng khá là kinh khủng đấy là con FRT này. FRT này năm 2021 em cũng khuyến nghị mua lùi từ 30 31 về 24. Đấy, và sau đấy nó chạy lên tầm 170 200 mấy luôn á. Đấy thì bây giờ thì FRT chia cổ tức cổ phần thì nó cũng đã điều chỉnh giảm giá xuống nhiều nhiều rồi, tức là ngày xưa giá tầm khoảng hơn 200 nhưng mà bây giờ đâu đấy đỉnh chỉ là tầm khoảng 8 mấy hay 9 mấy thôi. 9 mấy 100. Đấy thì riêng cái nhịp này thì FRT đã chạy 38%. Đấy, đây là cái nhịp nhịp số 2 đấy. Còn nhịp trước nó cũng cũng chạy nữa rồi. Đấy thì FRT chạy từ 54 lên 76 và đã lãi được 39%. Một mã nữa là mã này cũng em cũng ít nói trong room nhưng mà nó thuộc danh mục co ấy, thì đều là em đánh giá rất kỹ rồi, tương đối là kỹ càng để chúng ta có thể tập trung vào đó chứ cũng không cần nhìn đi quá xa. Đấy thì có DRC này cũng lãi được 15%. Thêm một mã nữa là mã VCS 24%. Mã này thì em cũng cũng khá là thích, mỗi tội là thanh khoản nó thấp thôi. Thanh khoản 155.000, bị cô đặc quá. Thì Bắc Năng thì bác ấy chiếm tỷ trọng rất là cao. Doanh nghiệp làm ăn thuận lợi nên là cũng không có nhu cầu lái cổ phiếu ấy ạ. Đấy thì thị trường tăng trưởng như thế nào thì họ được hưởng như thế. Tiếp đến là PHR. PHR cũng là một mã bất động sản khu công nghiệp. Thì mã này tăng 24%. Đấy thì riêng trong cái danh mục co này chúng ta cũng nhìn thấy rất là nhiều mã. Đấy, đặc biệt đây con VDS. VDS này đã tăng 98,9%. Trong vòng bao nhiêu phiên đấy ạ? Trong vòng 83 phiên. Đấy thì cái số ngày nắm giữ này thì nó tương ứng với số phiên hoạt động ạ. Đấy là 83 phiên rồi. Thì đây là một trong số cái cách mà chúng ta đọc bảng. Đấy, còn cái giá ngày vào ngày ra. Đấy thì khi mà chúng ta nhìn thấy cái lợi nhuận là nó đi từ tất cả đều đi từ 0% hết mà lên đến 5 6 70% hay là 30% 20% thì đều đi từ con số 0 lên. Nên là với cái màu vàng này thì chúng ta cũng lựa chọn để chúng ta tham gia vào các cái nhịp mới.
Đấy, ví dụ như là con KBC này thì mới chạy được khoảng 7%. Đấy, hoặc là con BCG này thì mới chạy được 2%. Đấy thì hoàn toàn là chúng ta có thể gọi là vào sang ngang ấy. Đấy, chứ không cần phải là vào đúng cái điểm bắt đầu. Đấy thì đấy là cái cách mà chúng ta đọc. Đấy thì hai chị có câu hỏi gì không ạ? Chị thì không có câu hỏi gì, chị chỉ nghe thôi. Ok, tức là mình đã hiểu hết rồi đúng không ạ? Cái quy trình của chúng ta là như vậy ạ. Quy trình là đương nhiên ban đầu là chúng ta sẽ dò tìm các cái mã mới mua. Thứ hai là chúng ta có thể lọc theo cái cách là như thế này. Filter by number. Đó, y của less than đi. Thường thì mình đang chọn như thế này thì em sẽ chọn là less than 2. Tức là nó chạy không quá 2% thì em sẽ nghiên cứu các cái điểm mới để em vào. Đấy thì và cả cái này nữa, ở đây D4, hai cái này là nó sẽ liên quan đến nhau. Nên em sẽ cho tất cả đều less than. D4 thì khoảng 3% đi, vì D4 thường là nó sẽ dài hơi hơn là. Đấy, thì hiện tại chúng ta đang có mã BCG này, nghiên cứu để vào mới. DGC, nghiên cứu vào mới. Nếu vào Techcombank thì chúng ta có lợi thế này, so với cái điểm vào khuyến nghị ban đầu của ngày mùng 10 tháng 7 là giá 32. Thì bây giờ giá của Techcombank đang là 31,6. Thì mình mà vào ở cái điểm này thì là có lợi thế hơn so với lại cái tín hiệu đầu tiên. Đấy, còn tiếp đến là VIX thì cũng vừa mới cho tín hiệu ngày hôm qua, hôm kia. Đấy, VIX, VIC, đấy thì giá là 50,9, đang chạy được 1%. Đấy thì nó vẫn hợp lý để vào, hoặc là HD Bank vừa mới cho tín hiệu hôm qua thì hôm nay chúng ta mà mua thì đang có giá rẻ hơn 0,5 lai. Đấy, hoặc là P&J. Đấy, nhưng mà thường thì chúng ta sẽ chọn những cái mã mà nó cũng tương đối phù hợp với phân tích kỹ thuật, thì ở đấy là các mã trong ngành tài chính này, ngành hóa chất này là khá hợp nha. Tức là nó chạy mượt đấy, nó chạy mà không bị văng khỏi chen. Còn những cái mã mà như P&J hay hay là mã FPT hay Vietcombank thì thường là cái cơ bản của nó quá xuất sắc rồi, nên là giá của nó đi nhiều khi rất là giật dẹo, nó không không mượt thì chúng ta sẽ không nắm giữ được lâu trong một trend. Nếu mà lướt sóng ngắn hạn đấy thì sẽ chọn những cái mã mà thuộc ngành hóa chất, ngành bất động sản, ngành tài chính rất mượt. Chúng ta vừa thấy VDS Rồng Việt đấy tăng 100% một mạch. Đấy, còn rất nhiều mã khác chứng khoán mình nhìn lại thì nó cũng tăng hơn 100% nhưng mà nó bị văng ra mấy lần. Ví dụ như VCI nhà em chẳng hạn, nó sẽ chạy từ 16,5 lên đến bây giờ là 42 đúng không, thì nó cũng được trên 100% nhưng mà nó bị văng ra mấy lần đấy. Đấy, văng ra mấy lần lại vào lại rồi vào ra vào. Đấy, nhưng mà VDS thì nó chạy một mạch. Đấy thì mình cũng biết thêm cái tính chất của từng mã thông qua cái bảng này. Đến mã nào dữ dội, mã nào hiền lành thì mình biết được thì mình sẽ okay. Rồi xong xong cái phần bảng này ạ, đi tới em sẽ đi tới cái phần này. Đây đây là một cái bảng mà thông thường. Đấy, thông thường em sort thì nó sẽ ra như thế này, nó có rất nhiều mã. Nên là khi mà chúng ta chốt lời hay cắt lỗ ấy, mình đừng đặt nặng vấn đề quá, bởi vì cái system này của em thì nó sẽ view được toàn thị trường.
Nên nếu thị trường vẫn đang là uptrend ấy, đang tích cực thì chúng ta sẽ có các cái deal khác bù lại các cái deal lỗ. Nên là mình sẽ có cái sự dứt khoát và quyết liệt hơn trong cái việc ra quyết định và hành động mua bán á. Phải dứt khoát vào thì lướt sóng nó mới hiệu quả được. Thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy VN Finlit nó là một cái giỏ chỉ số của quỹ. Trong đấy sẽ bao gồm một giỏ cổ phiếu. Đấy thì cái quỹ này nó chỉ số này ngày hôm hôm qua cũng cũng cho cái tín hiệu xanh, tức là các mã trong cái giỏ đấy nó chuyển biến tích cực thì dẫn tới cái chỉ số này nó cũng chuyển biến tích cực lên thành tích cực. Và thứ hai là hôm nay thì có VN Real, tức là cách đây 2 tuần thì VN Real bị bán đúng không ạ? Thì bây giờ VN Real đã trở lại. Đấy, đã trở lại ở vùng 1009. Đấy thì sắp tới thì nếu mà có cái deal bất động sản nào thì chúng ta cũng có thể cân nhắc để mua được, bởi vì cái VN Real này đã xuất hiện tín hiệu tích cực. Đấy thì như hôm nay thì sẽ có VRE lên thớt này, là tự nhiên lại có khối lượng đột biến là thứ nhất. Thứ hai là cái giá tăng mạnh. Và thứ ba là nó chốc nữa em sẽ thông qua đồ thị thì chúng ta sẽ thấy là cái giá tăng mạnh nó thể hiện vào cây nến luôn và nó cắt qua được các cái đường MA. Đấy, một một cây là cắt hết luôn. Tiếp đến là BVH, thì BVH thì em cũng nói cách đây 2 3 tuần thì đấy, về riêng ngành bảo hiểm là chưa chạy mấy. Đấy thì ông BVH là ông đầu ngành bảo hiểm mà đã niêm yết. Đấy, duy nhất là nằm trong VN30 thì hôm nay cũng có khối lượng đột biến và giá tăng mạnh. Đấy thì trước đấy thì mình chỉ mua thong thả tích sản thôi, nhưng mà ở cái đoạn này là nó mua chạy vội ấy, thì chúng ta cũng có thể mua thêm khối lượng lớn nếu mà chúng ta đang sẵn có BVH. Để tiếp đến là mã HDG, đây cũng là một mã mà nó có hai tính chất. Tính chất là thuộc ngành bất động sản và một mảng là kinh doanh về điện, năng lượng. Đấy thì nó có mấy công ty về thủy điện á, và công ty điện gió, điện mặt trời. Đấy thì đấy, HDG cũng là một mã mà nó có cái co cơ bản rất là tốt. Đấy, siêu cổ phiếu đấy. Siêu cổ phiếu của giai đoạn 2020 đến nay. Đấy, và khối lượng giao dịch thì cũng tạm 614.000. Đấy, thì đấy là ba cơ hội mà ngày hôm nay chúng ta có thấy xuất hiện mới. Còn lại thì chúng ta cũng nên lọc cả những cái mã vàng mà như em nói nó chưa chạy. Đấy thì nhiều mã chạy 6 7 hoặc là 2 30% ấy, nó đều có 1 2 3 phiên nó bị đánh võng xuống. Xong đấy nó chạy được khoảng 12 13%, xong nó lại chững lại, nó pullback lại chỉ còn tăng 7-8% thôi. Đấy là những cái đoạn mà chúng ta phải gồng lãi là như vậy á, tức là mình nhìn thấy lãi 13 14 15%. Nhưng mà 2 3 phiên nó pullback thì mình thấy lãi chỉ còn 9 đến 10%. Đấy thì rất nhiều người không chịu được. Không chịu được cái sự mất lãi đấy thì người ta chốt, thì rất là khó để đạt được các cái deal 20 30%. Rồi sau đấy là 60 70 hay là 90% nếu mà kể cả lướt sóng. Thì mọi người mà tiếc lãi là sẽ không bao giờ đi được đến những cái đoạn xa hơn. Nên là bắt buộc chúng ta phải bỏ qua một cái đoạn lãi nào đấy mà chúng ta biết trước. Đấy, bởi vì khi mà chúng ta nhìn vào các cái màu màu xám là đang đứng ngoài nhá. Chốc nữa em thôi được em sẽ ấy luôn. Để chúng ta biết được là cái việc đứng ngoài ấy chúng ta sẽ mất gì. Đây là đứng ngoài. Thì ví dụ như Novaland thì mình thấy cái lợi nhuận là âm này. Tức là chúng ta đang đứng ngoài là đúng ấy. Còn dương này là chúng ta đứng ngoài là hơi sai sai ấy. Đấy thì ví dụ như đây là sai, ví dụ sai mình tính là sai, mình bán đi xong nó tăng 1,4%. Tiếp đến là sell, thì nếu mà chúng ta bán đúng ấy thì chúng ta đang tiết kiệm được 23%. Tức là chúng ta bán được ở 26,9 hoặc giá cuối cùng là 26,2. Chúng ta đã phải bán rồi và hôm nay nó đang là 20,6. Thì cái việc chúng ta quyết định cắt lỗ hay là chốt lời ở vùng 26 này là vùng quá chính xác. Đấy, đỡ được cái việc âm vốn 23%. Tiếp đến là một mã khác nữa, VX, nếu mà chúng ta đứng ngoài đúng không thì chúng ta đang bị sai mất 7 6 đến 7%. Đây, chúng ta bán đi xong nó tăng 6%, bán AIB xong rồi nó tăng 7% 8%. Nhưng mà nếu mà chúng ta không bán ấy, có một cái mã như APS này.
Đấy, nếu mà đúng thì chúng ta đã phải cắt ở 14,8 rồi. Cái vùng này là cắt thoải mái luôn. Nhưng mà chúng ta mà giữ đến bây giờ thì giá chỉ còn 6,62 thôi. Thì âm 58% đến từ cái vốn chủ. Nếu mà ai đã từng tham gia vào những mã mà nó chui sụt là sẽ hiểu cái cảm giác của việc âm 40 mấy%, là chúng ta chỉ đứng nhìn nó âm thôi ấy, không làm được gì. Đến lúc chúng ta làm được gì đấy thì đã âm quá 60% rồi. Nên là cái việc mà chúng ta mua bán đúng điểm này á, và phải quyết liệt cơ. Có những hôm phiên về T3 vẫn cắt được nha, nhưng mà lúc đấy cắt là âm 20%. Nhưng mà nếu mà chúng ta không kiên quyết cắt thì bây giờ là âm khoảng 60%. Đấy, cây này là cũng cũng rất nhiều người phải trải qua đấy. Thì sau này mới nhà đầu tư mới bớt tham gia được vào những cái deal mà nguy hiểm như vậy. Hoặc là nếu mà tham gia cho vui thì cái tỷ trọng rút ngắn xuống rất là ít, chứ mình sẽ không đặt tỷ trọng nhiều. Đấy, thì system báo chúng ta đứng ngoài và đến bây giờ còn chưa trở lại. Đấy, một số anh chị thì lại bắt đáy ấy, kiểu bắt rau rơi á. Đấy thì em có luôn, em có nhà đầu tư đấy bắt cái dòng này luôn, nhưng mà là con API. Thì T3 về là đã âm 20 mấy%, 21% T3 về. Xong rồi không bán được, xong rồi sang sang một vài phiên nữa thành âm 30%. Đấy thì bây giờ nó mới đang đang đỡ hơn một tí thì phải. Để bắt rau rơi rất nguy hiểm nên là chúng ta phải tránh. Để tiếp đến là VIG, thì nếu mà chúng ta cắt lỗ sai thì nó đang chạy khoảng 9% này, thì mai kia nếu mà nó còn tiếp tục chạy thì sẽ quay trở lại mua thôi. Đấy thì cái rủi ro so với cả cái mình bị mất đi ấy, rõ ràng là nó ít hơn rất nhiều, đúng không? Đây là mình bảo vệ được vốn là 24% cho tới 4,58%. Còn đợt trước là PDR và Novaland á, thì bảo vệ được đến 70-80% vốn. Đấy thì rõ ràng là nếu mà chúng ta kỷ luật á, thì chúng ta sẽ bảo toàn được rất là nhiều. Cái việc bảo toàn vốn nó mới quan trọng á. Chúng ta đúng 10 deal khiến cho tài khoản từ 100 triệu mà lên đến 200 triệu chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta sai chỉ cần một deal thôi, và cái deal đấy bị bay mất 80%, 80% NAV, thì chúng ta chỉ còn 40 triệu thôi. Đấy là chúng ta bị lỗ mất 60% vốn, đúng không ạ? Đấy thì thành ra là cái việc mà quản trị rủi ro nó rất là quan trọng là như vậy. Và bằng bằng các cái dữ liệu này thì chúng ta mới biết được là nếu chúng ta cứ cố đứng ở một cái vị trí sai ấy, tức là hệ thống đã báo bán mà chúng ta cứ cố giữ ấy, thì đấy rất có thể sẽ bị rơi vào cái tình huống âm 58 hoặc là âm 21%. Cái chúng ta mất bao nhiêu là chúng ta chưa có biết. Đấy, dù rằng là sell này mình dùng phân tích kỹ thuật là mình có thể định hướng được nó có thể rơi về 1x á, là em có nói, nhưng mà cái cách đánh của các đội lái sẽ khiến cho nhà đầu tư rất khó ra hàng. Ví dụ như hôm nay nó đã vi phạm cái ngưỡng stop loss của mình định như thế rồi. Nhưng mà tự nhiên trong phiên nó lại kéo rồ lên khoảng 3 đến 4%, thế xong rồi mình lại bị chùn tay, mình mong nó lên tiếp ấy. Đấy, xong nó cứ như vậy khiến cho chúng ta đi âm 20 mấy% một cách không thể làm gì khác. Đấy, hoặc là như APS thì cái này lộ hơn, là 3 4 phiên sàn luôn thì rõ ràng nhà đầu tư không làm gì được, đấy là chuyện đương nhiên. Đấy, nhưng mà trước đấy thì đã có những cái cảnh báo đây rồi, thoải mái ra giá như chỗ vùng 14 này, nhưng mà nhà đầu tư không ra thì đấy thì sẽ bị gặp những cái tình trạng xấu trong cái tài khoản của mình. Thì khi mà mình ngày xưa mình không biết thì mình dính, nhưng mà bây giờ mình biết rồi thì mình cần cần kỷ luật hơn, bởi vì mình có công cụ tốt mà. Và đặc biệt là chúng ta không sợ bị thiếu các cái deal tốt để chúng ta vào hết lớp này đến lớp khác và ngành này đến ngành khác. Đấy, đương nhiên một người thì sẽ không làm xuể đó, mà kể cả là em ở trong thị trường này lâu, nhưng mà nếu mà không sử dụng các cái công cụ công nghệ thì em cũng không thể quét được toàn bộ thị trường.
Đấy, mặc dù mình view máy chạy bằng cơm từng mã một ấy thì là ok, mình sẽ nhìn được các cái ngưỡng kháng cự và hỗ trợ. Đấy, bây giờ em sẽ share sang cái màn hình nhá. Bây giờ đi sang cái ba mã của ngày hôm nay. Để chúng ta xem là tại sao hôm nay tín hiệu lại lại lên hàng loạt như thế. Đấy thì đây là VRE. VRE lên sàn từ 2017 đến nay là mình thấy là liên tục đi tích lũy đúng không ạ? Rơi xuống 16 xong lên gần 40 xong lại rơi xuống 26 xong lên 37 xong rơi xuống 22 xong lên 32. Đấy thì cái biên độ dao động của một cổ phiếu nó đã hẹp lại. Đấy thì đây là biên độ thu hẹp. Thì khi mà nó thu hẹp xong á thì sẽ đến một giai đoạn nó là bứt phá. Đấy thì bởi vì sao mà em không, nói chung là cảm thấy rất là bao dung với VRE là như vậy á, bởi vì đấy 5 năm rồi. Bây giờ nó cần những cái nhịp break thì đây mình thấy các cái nhịp khác, các cái nhịp trước đấy nó lên cao. Nhưng mà thực tế thì các cái đường ấy, các cái đường nó không hội tụ lại với nhau. Ở đây thì chúng ta thấy cái đường 120 ngày, đây là simple glow ở trên này này. Đây anh chị bấm vào đây thì chúng ta sẽ thấy các cái đường. Thì cái màu xanh lá thì tương đương với đường 5 ngày. Đường màu đỏ thì là đường trung bình của 20 phiên gần nhất. Đường màu xanh xanh nước biển đó là đường trung bình của 60 phiên gần nhất. Đường 100 đường màu tím thì là đường của 120 phiên gần nhất, và cái đường màu da cam đó là đường của 200 phiên gần nhất. Đấy thì cái phiên hôm nay, các cái phiên trước thì nó cũng rục rịch rồi. Nhưng mà chưa vượt qua được cái đường MA200 và chưa vượt qua được đường đường 60. Nhưng mà phiên hôm nay thì đấy một bước ông ấy đi vượt hết luôn. Vượt qua cả đường MA200 và cũng vượt qua luôn cả đường 120. Như vậy là cái đồ thị tính theo đồ thị ngày á thì nó đã vượt qua được các cái cản của MA rồi. Đấy còn khi mà em để kết hợp thêm với cả là Bollinger Band đi xem, chúng ta sẽ thấy nó có cái cản của Band không nhá. Mình sẽ để ra khoảng trống này, sau đấy mình bấm chuột phải. Sau đấy mình bấm vào Insert Indicator. Insert Indicator thì chúng ta sẽ có Bollinger Band. Mình sẽ click vào đây. Đấy thì hôm nay á Bollinger Band cái cây nến này nó đã phá Band. Nó phá Band trên và nó định hướng Band trên nó sẽ đi dốc như thế này. Đấy thì đây là cái điều tốt. Còn cái đoạn giai đoạn trước thì chúng ta thấy cái band giải band trên và band dưới là thu hẹp lại với nhau. Đấy thì trước những cái kỳ tăng trưởng mạnh thì thường cái giải band nó sẽ đi ngang. Sau đấy nó sẽ dốc lên, tức là band sẽ mở band tăng lên. Đấy và cái đường MA ở giữa này, MA20 nó sẽ cũng sẽ đi vòng lên. Nó sẽ chuyển từ trạng thái là đang đang có độ dốc xuống sang đi ngang và sau đấy là vòng lên. Đấy thì khi nó vòng lên thì báo hiệu cho cái việc là một chen tăng. Đấy mình có thể backtest lại ngày xưa này. Đấy đây là giảm nó, xong nó đi ngang một tí xong rồi nó tăng lên. Đấy, nhưng mà cái chu kỳ tăng này vẫn là chu kỳ tăng rồi giảm ấy. Còn bây giờ là cái khả năng nó là chu kỳ tăng nó mạnh hơn. Mạnh hơn cái đoạn đấy, nó sẽ tương tự như đấy, nó cũng có khả năng nó sẽ như thế này. Đấy thì với cái mục tiêu của VRE nếu mà chúng ta vào như cái vùng này thì nó cũng sẽ đi, mình vào đây thì nó có thể sideways, nó backtest lại 27 một tí. 27,5 ấy, 27,7 đây chỗ này. Thì mình nên chia phần. Đấy em thì em không chờ cái điểm mua hoàn hảo đâu mà em sẽ chia phần ra, ví dụ mình sẽ vào một phần ở đây nhá. Mình ngại rủi ro, mình muốn chờ một ít ở 27,8 thì mình chia thành 2-3 phần đi, lại mua một ít ở 27,5. Đấy nó chỉ loanh quanh ở cái vùng này, cùng lắm là thế, còn không là nó đi thẳng luôn ấy. Thì để mình chắc chắn có hàng thì mình sẽ chia thành 3 phần để mình mua. Đấy thì em luôn luôn là thế. Còn mua theo dạng tích sản thì cái vùng này của VRE đang là cái vùng vùng số 2 rồi, tức là vào được khoảng 2 phần 3. 2 phần 3 số lượng mình muốn nắm giữ. Đấy còn một cái số lượng nữa là nó nằm ở như cái vùng 26 thì cái tích sản đấy là em đính em ghim á là mấy năm rồi thì nó đều chỉ đi trong cái bóc đấy thôi, nó không đi xa hơn.
2 năm rồi nó chỉ đi quanh như vậy thôi. Thế thì bây giờ chỉ cần chờ một nhịp chạy là nó chạy chạy chạy. Không biết có lên được 42 không? Nếu như mà cái giá fair của Vincom về giá trị ấy, em nghĩ nó lên 70 thì cũng không lạ lắm. Về cái độ tăng trưởng, mình lôi hết các cái ông bất động sản ra thì cũng không nhiều ông mà có được cái dòng tiền đều như Vincom. Và cũng không, và cái sự mở rộng của Vincom Retail ấy, các cái trung tâm thương mại ấy là không hạn chế trên toàn quốc. Đấy, toàn quốc rất là thiếu các cái trung tâm này để đi mua sắm. Để mỗi huyện một cái cũng ok nữa. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ sang con HDG. HDG thì sao? HDG hôm nay á, nó cũng cũng có một cái tín hiệu, đấy là nó cũng cắt ngang, tức là cái thân nến này này nó cắt ngang qua được cái đường center giữa đấy, và nó cũng nối lại cái đường đây. Em lấy ví dụ đây là cái đoạn đi ngang nhé, nhưng mà HDG thì nó lại đang ở như cái vùng tương đối là đỉnh, thì cái kèo này nó sẽ không thơm bằng kèo VRE. Nó vượt đỉnh thì nó gặp ngay cái cản chỗ Bollinger Band, ở đây là tầm khoảng 31. Tức là dướn lên đây thì lại phải cố gắng phá, thì cái việc phá phá giải Bollinger Band của HDG cái đoạn này là nó sẽ hơi hơi khó một tí. Đấy, nó sẽ phải test lại vùng cái đỉnh 31,6 này. Đấy, nhưng mà mọi thứ nó đều bắt đầu từ cái bước đầu tiên ấy. Mình bởi vì cái rủi ro nhất khi mà mình follow theo theo cái data này á thì nó chỉ đâu đấy âm khoảng 7% thôi, âm 7 đến 10% là trong cái tình huống biên tương đối rộng ấy, còn với HSX thì đâu đấy chỉ 7% hoặc thậm chí là rất nhiều round là hòa vốn. Thì Hà Đô cũng là một mã mà nó khá phù hợp với phân tích kỹ thuật nữa. Đấy. Mình mà thận trọng hơn thì mình quan sát thêm. Đấy, còn còn riêng KVRE thì nó cái dung lượng tăng trưởng của nó rất là cao. Đấy, còn để mình nhìn thấy con HDG này, mã HDG nó có thể đi đến đâu thì mình view theo đồ thị tuần thì mình sẽ thấy này. Đấy thì nó sẽ có cái cản ở 33,7 và một cái cản mà mình đang đối diện, đấy là cái cản 31,7. Đấy, đoạn này là nó đang sideways tích lũy để nó cố vươn lên một cái chặng mới. Đấy, đoạn này là đang cố để vươn lên cái chặng mới này. Còn rủi ro của mã này là 29,8. Đấy, rủi ro của mã này là nó thủng 29,8 thì thôi, chúng ta lại tạm out. Đấy thì đầu tư theo kiểu phân tích kỹ thuật là như vậy. Tiếp đến là BVH. BVH thì em cũng ủng hộ hơn, là bởi vì BVH cũng giao dịch ở vùng đáy quá nhiều. Nhiều chat tool quá. Đấy, thì đây đây là BVH nha. Mình đang view theo đồ thị wick thì hơi xa. Trời, mã này lên sàn từ 2009 này. Đang ở như cái vùng đáy đáy ấy, của mọi thời đại của nó luôn. Đấy thì mình nhìn theo đồ thị nến thì đấy, hai cái mã VRE và BVH tương đồng đúng không? Có một cái đoạn này, tức là trước đấy cái đường center giữa là đang xuống này. Sau đấy đi ngang, sau đấy dốc 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 là lên. Và cái việc phiên hôm nay thì nó mở band Bollinger Band thì nó sẽ đi dốc 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 dần lên như thế này. Đấy, dốc dốc dần lên. Hôm trước học mấy cái đường, em cũng vẽ một số cái đường kháng cự ở chỗ này thì nó sẽ gặp khó ở đâu đấy ở vùng 48 này. Vượt lên được thì nó có một cái quãng dao động đến khoảng 50, 51. Đấy thì mới gặp khó tiếp. Đấy thì đấy là cái góc nhìn của BVH. Đấy thì hôm nay nó đều có những cái tín hiệu đồng pha, tức là khối lượng tăng và vôn vôn tăng nhé, và giá tăng. Vôn tăng, giá tăng, và cái đường ở giữa này đang hướng lên. Đường bên trên thì đang mở rộng. Đấy, thì các cái tiêu chí này cho phép chúng ta có quyền thử. Chúng ta có thể cược vào và stop loss theo hệ thống. Đấy, thì cái stop loss nếu mà nhìn theo phân tích kỹ thuật máy chạy bằng cơm thì
chúng ta có thể stop loss ở vùng 45 nếu mà thủng 45. Đấy, thì cơ bản là như vậy ạ. Thì mình xem, mình xem dần dần đấy, chị Hồng xem rồi mình có hiểu dần được ấy chị ạ. Đấy, mình sẽ để ý. Bollinger Band cũng là một cái chỉ số hay kết hợp với nến. Còn lại thì em hay hay xem cái biểu đồ này. Đấy. Biểu đồ này thì nó cũng có cho mình được các cái chỉ báo khá là sớm và cái đường kháng cự hỗ trợ. Nó rất rõ ràng, ví dụ như là nó sẽ gặp khó một tí ở 513. Nhưng mà cái cả khả thi của BVH là lên tầm khoảng 64 là khả thi lắm. Đấy, và các cái đường trendline của nó cũng đang ngấp nghé để vượt rồi. Đây, các cái đường trendline này thì BVH nó đi đấy, đi từ đây lên đây. Hiện tại đang là khoảng khoảng năm mấy, 56 thì nó có thể lên đến tầm khoảng 62 63 là hợp lý. Và sau đấy nó có thể mở ra một cái trend tăng, cái đấy là sẽ phải tùy thuộc, sau này mình sẽ đánh giá tiếp. Đấy, còn cái mục tiêu của nó sẽ là tầm khoảng 65. Đó, còn VRE thì sẽ có mục tiêu là mục tiêu của VRE thì dài lắm bởi vì cái đường đường trendline của nó khá là thoải. Trendline 3 năm. Đấy thì VRE chạy một nhát lên 42 thì em vẫn thấy nó khả thi nữa. HDG. HDG à, mình nhìn theo nến thì mình thấy rất nhiều cản, nhưng mà khi mà em nhìn theo cái biểu đồ quen thuộc của em ấy thì nó chỉ cần vượt qua được cái cản đây, cái cản 32 thôi. Đấy, Hà Đô mà vượt qua cản 32 thì cái xác suất nó lên được 39 là cũng cao. 37 39. Đấy thì Hà Đô lên lên được tới đấy cũng được đấy. Nói chung là cũng cũng đều được, có điều là nó sẽ tốn bao nhiêu thời gian của mọi người thôi. Thì cái đấy em sẽ không tham minh được, nhưng mà theo cái kiểu đồ thị này thì nó chỉ cần vượt 32 thì Hà Đô sẽ lên được từ cái miền 37 39. Đấy, còn VRE thì cái xác suất nó lên vượt vượt là cao. Đấy thì đấy thì hy vọng là hôm nay đưa ra được các cái góc nhìn để cho anh chị có thể cân nhắc các cái kèo, cũng như là mình đọc cái bảng dữ liệu nó một cách dễ dàng. Nhiều khi em chỉ cần gửi cái bảng dữ liệu thô thôi là mọi người có thể tự lọc được cái trạng thái phân tích kỹ thuật mà mình muốn rồi. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở những buổi học sau nhé.